Vào đầu thế kỷ 20, Hoa Kỳ đối mặt với tình trạng thiếu thịt giá rẻ. Các doanh nghiệp thương mại thịt đổ lỗi cho giá ngũ cốc và tình trạng thiếu gia súc, trong khi các cửa hàng thì đổ lỗi cho các tập đoàn lớn. Catherine Mugner, một nhà sử học tại Đại học bang Portland, đã mô tả tình hình này. Năm 1910, nghị sĩ Louisiana Robert F. Brussett đề xuất một giải pháp kỳ lạ, khuyến khích nông dân chăn nuôi hà mã. Ngày 24 tháng 3 năm 1910, Brussett trình bày dự luật hà mã của mình trước Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện. Ông tin rằng việc nhập khẩu hà mã từ châu Phi để nuôi sẽ giúp loại bỏ đám lục bình đang là mối lo ngại tại các tuyến đường thủy của Louisiana và Florida. Khi hà mã đạt trọng lượng phù hợp, nông dân có thể đưa chúng đến lò mổ, cung cấp nguồn thịt giá rẻ cho đất nước. William Newton Irwin, một nhà nghiên cứu tại Bộ Nông nghiệp Mỹ, lúc bấy giờ đã ủng hộ ý tưởng này và cho rằng có thể dễ dàng cung cấp thêm 1 triệu tấn thịt mỗi năm thông qua việc nuôi hà mã. Irwin, một trong ba chuyên gia được Brussett mời đến phiên điều trần, đã sử dụng sự sáng tạo và lạ lùng trong lĩnh vực nghiên cứu của mình. Thịt hà mã được Irwin mô tả có hương vị giống sự kết hợp giữa thịt lợn và thịt bò. Theo Brussett, nếu dự luật hà mã được thông qua, mọi người dân Mỹ, bất kể hoàn cảnh kinh tế hay xã hội, sẽ có thịt trong bữa ăn hàng ngày. Dự luật này đề cập rõ ràng rằng với chỉ 250.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 8 triệu đô la Mỹ ngày nay, các khu vực đất không có người ở và chưa được sử dụng của chính phủ Mỹ sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng nguồn thịt khổng lồ. Những người ủng hộ chiến dịch này trích dẫn lịch sử nhập khẩu động vật từ nước ngoài của Mỹ, bao gồm giai đoạn từ năm 1891 đến cựu Tổng thống Theodore Roosevelt, người cầm quyền từ 1901 đến 1909, đã là một trong những người đầu tiên thể hiện sự quan tâm đối với dự luật hà mã. Ông đã cam kết ủng hộ hoàn toàn nghị sĩ Robert F. Brussett về dự luật này, mặc dù việc thực hiện vẫn phụ thuộc vào sự đồng tình của công chúng Mỹ. Tờ nhật báo Arizona Silver Bell viết sau khi dự luật hà mã được trình bày, tất cả những gì chúng ta cần làm để tránh việc phải ăn chay là làm quen với việc ăn thịt hà mã, tê giác, lạc đà, linh dương châu Phi, linh dương Nam Mỹ, sơn dương, hươu cao cổ và các loài động vật châu Phi khác. Câu hỏi được đặt ra, tại sao người Mỹ không thể ăn thịt hà mã khi người Anh đã ăn thịt kangaroo và thích nó? Thịt ngựa là một món ăn chủ yếu tại châu Âu, trong khi người Trung Mỹ ưa thích thịt thằn lằn. Tuy nhiên, dự luật hà mã đã gây ra nhiều câu hỏi và tranh cãi trong Ủy ban Nông nghiệp Hạ viện. Chủ tịch Chuck F. Scott thắc mắc liệu có thể thuần hóa và quản lý được loài động vật có vú lớn như hà mã hay không. Ông tự hỏi liệu chúng có thật sự ăn lục bình xâm lấn hay không. William Newton Irwin và Robert F. Brussett, những người ủng hộ dự luật, khẳng định rằng hà mã có thể dễ dàng thuần hóa và chúng sẽ ưa thích ăn lục bình. Theo Irwin, loại cây này phát triển nhanh chóng sẽ trở thành thức ăn chính cho hà mã. Tuy nhiên, các lý thuyết này có thể đã đánh giá sai mức độ phức tạp của vấn đề. Hà mã, với sức mạnh và trọng lượng của một con xe tăng, sẽ dễ dàng xâm nhập vào các trang trại gia đình và tạo ra nguy cơ lớn. Đây là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất thế giới, gây tử vong cho khoảng 500 người mỗi năm. Nếu chúng trốn thoát khỏi quy định, hà mã sẽ gây ra mối đe dọa lớn. Hơn nữa, thực vật thủy sinh chỉ là một phần nhỏ trong chế độ ăn của hà mã. Vào ban đêm, chúng sẽ rời khỏi mặt nước để ăn cỏ.